Xin chào các bạn với lớp học online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đàn bài Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đối với bài này thì các bạn đàn tay trái là đàn theo giai điệu slow rock. Thì các bạn mà chưa biết các mẫu đệm tay trái thì có thể đăng ký mua cuốn 30 ngày tự học piano là solo cover và đệm hát của mình, thì có các mẫu đàn tay trái cho các bạn, tất cả các điệu đàn, và có bài tập thực hành kèm theo để các bạn đàn luôn. Giá là 299.000, chỉ bằng là một tiết học dạy kèm thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đàn đoạn đầu của bài này và sẽ hướng dẫn chậm cho các bạn đàn theo. Đối xử lâu ra các bạn như sau. Đó, hợp âm gì thì các bạn là như vậy. Đô, La thứ, Fa trưởng, Son trưởng. Đó, các bạn tập quen thì các bạn sẽ ghép tay vô. Còn phần điệp khúc thì đàn cho nó lên cao trào thì các bạn đàn dằn lên nè. Để tập làm quen với điệu slow rock thì các bạn đàn tính nó là một nốt đơn, là một phách, là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nhịp dằn quay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ đàn đoạn đầu như sau. Trái ha, đàn chậm các bạn chú ý theo dõi nha. La, la thứ là la mi la đô la mi. Đây là rê thứ bát la, các bạn bát la thì các bạn đàn nốt la trước. Thì các bạn muốn cho nghe nó thêm cái phần cao trào thì các bạn đàn quảng 8 nữa ha.
đàn quảng tám thì nghe nó sẽ thêm cái phần cao trào hơn. Cái này cứ bạn của mày tập, các bạn tập nhiều thì nó mới quen đàn quảng tám quen. Còn bạn nào không đàn được quảng tám thì các bạn đàn là nốt đơn bình thường ha. Rồi còn tay trái thì các bạn đàn hợp âm la thứ, thì các bạn đàn bấm như nào. Đây là mình bấm theo thể đạo của hợp âm la thứ. La thứ cũng có la đô mi la đô. Đây là các thế bấm đạo của hợp âm la thứ. Thì các bạn đàn vậy cũng được ha, như đàn này cũng được. Hoặc các bạn đàn này cũng được. Đó, không sao hết. Rồi, bây giờ mình sẽ đàn chậm khúc này, ghép hai tay này. Các bạn tập tay trái trước cho nó quen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình nói là có hai kiểu, các bạn bấm kiểu này cũng được, kiểu này cũng được nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, rê thứ thì các bạn bấm là rê bát la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi nốt đơn là một phách các bạn. Rồi, đối với nhịp là 12, 8 và nhịp 6, 8. Rồi, 1 hoặc là bấm như thế cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, mình đàn chậm không? Các bạn nhìn nhìn nha. Chậm lại lần nữa nè. Phần sau thì nó sẽ lặp lại của đoạn trước. Các bạn muốn đàn dài hay ngắn thì các bạn lặp lại tiếp, lặp lại mình phần điệp khúc tiếp đó. Các bạn đàn điệp khúc xong lặp lại một lần nữa thì chúng ta cũng rải ra như vậy để kết bài ha. Đó là cách đàn chúng ta là bị lặp lại nhiều lần để nó dài cái bài của mình hơn. Các bạn có thể đăng ký mua cuốn 30 ngày tự học piano solo cover của mình để các bạn tập các phương pháp đệm đàn cho tay trái và cả các mẫu đệm hát luôn, căn bản thôi. Còn phần nâng cao thì chưa có trong này. Cuốn này thì đủ cho các bạn để đệm căn bản và đệm hát. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để nhận những video hướng dẫn và set nhạc mới nhất. Chúc các bạn thành công.